Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị Ngô Thị Huyền Thâm, Phó Bí thư chi bộ Nại Hưng A2, Đảng bộ phường Nại Hiên Đông, luôn là người song sáng trong mọi công việc ở khu dân cư, đi đầu trong vận động đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Những ngày này, hơn 30 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng, gồm gạo và các mặt hàng thiết yếu do công đoàn các hàng Agribank hỗ trợ đã được khu dân cư trao tận tay cho các gia đình ở tổ dân phố 90 và khu chung cư 4B phường Nại Hiên Đông gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Món quà tuy không lớn nhưng đậm tình nghĩa đồng bào trong những ngày đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn phường. Trong những cái lúc khó khăn thế này thì được sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể thì tụi em xin chân thành cảm ơn. Trước đó vài ngày, gần 200 hộ trong khu chung cư 4B phường Nại Hiên Đông đang thực hiện cách ly cũng đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Đi đầu trong công tác vận động hỗ trợ an sinh xã hội và đó đến chị Ngô Thị Huyền Tâm, Phó Bí thư chi bộ Nại Hưng A2, Đảng bộ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Đồng chí là một con người rất là tuyệt vời, phải nói như vậy. Tất cả mọi công việc ở chi bộ ở khu vực đây đồng chí rất là quán xuyến, chỉ đạo một cách rất là nhiệt tình, năng nổ. Đồng chí là cũng hy sinh cả việc nhà, cả cái quyền lợi cá nhân để thực hiện cái công việc chung. Không chỉ riêng đợt dịch này mà tất cả các cái đợt khác, đồng chí là cũng năng nổ lăn sẵn tay vào công việc, chỉ đạo tất cả các mặt, từ cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đến vệ sinh môi trường. Tất cả các đồng chí đều là làm một cách rất là nhiệt tình, rất là mẫn cán. Dịch bệnh COVID-19 xảy ra, bản thân chị Tâm đã chủ động và tích cực tham gia trực chiến tại các chốt chống dịch cùng với bà con nhân dân trong khu dân cư, dùng uy tín của mình để kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn. Sau khi mà vận động được các mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con, thì bản thân thấy rất là vui và thật sự là rất là thấy bản thân mình là người cán bộ thì mình cũng lo cho dân và công tác mình phải là làm cái công việc công tác an sinh xã hội vì bà con ở địa phương và cũng là luôn tâm huyết và luôn mong muốn và cũng cố gắng để vận động nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho một số bà con khó khăn của khu vực. Điều đáng trân trọng ở chị Tâm chính là tinh thần trách nhiệm và tính nêu gương của người đảng viên trong cuộc sống hàng ngày. Những việc làm đó rất đời thường nhưng đã góp phần lan tỏa các giá trị, ý nghĩa tốt đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.